bạn biên tập chương trình trên kênh tin tức xin được gửi lời chào và cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm, đồng hành cùng với chúng tôi. Trong bản tin đặc biệt về tình hình thời sự trong nước và quốc tế, hãy cùng với chúng tôi điểm qua những tin tức mới nhất, nóng nhất đang diễn ra trong 24 giờ qua. Dược lửa, Nguyễn Hồng Hà khóc lóc đòi miễn án, khoe cha liệt sĩ, mẹ mất để thực hiện đạo làm con. Ăn không thiếu một xu, nhưng loạt ông trùm vẫn tẩy trắng, là nạn nhân của văn hóa phong bì. Thưa quý vị, phiên tòa chuyến bay giải cứu hiện đang nóng hơn bao giờ hết với những lời bảo chữa có 102. Mới đây, bị cáo Nguyễn Hồng Hà, cựu tổ tổng lãnh sự Việt Nam tại Osaka, Nhật Bản khiến cả mạng xã hội dậy sóng khi khai mình là con duy nhất trong gia đình có bố là liệt sĩ, còn mẹ mất khi bị cáo đang bị tạm giam và ông mong ngược miễn hình phạt để có thể về thực hiện đạo làm con. Từ hỏi, cha ông đã là liệt sĩ, mẹ mất ngay khi ông lãnh ám do ăn tiền giải cứu. Vậy xin được tha về để thực hiện đạo làm con với ai? sử dụng con bài miễn tử này để thoát án. Ai làm lại, ông bị tổng lãnh sự khét tiếng của Việt Nam nước. Cùng chúng tôi làm rõ ngay sau đây. Theo đó, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội tiếp tục dành thời gian để các luật sư và các bị cáo trong vụ án chuyến bay giải cứu, trình bày những luận cứ bảo chữa và lời tự gỡ tội cho mình. Trong vụ án, ông Vũ Hồng Nam, cựu đại sứ Việt Nam tại Nhật Bản và ông Nguyễn Hồng Hà cùng bị truy tố về tội nhận hối lộ. Trong đó, ông Nam bị cáo buộc nhận 1,8 tỷ đồng, bị đề nghị mức án từ 4 đến 5 năm tù, ông Hà bị cáo buộc nhận hơn 2 tỷ đồng, bị đề nghị mức án từ 5 đến 6 năm tù. Sai hoàn toàn về pháp luật và cả đạo đức. Từ báo chữa cho mình, bị cáo Vũ Hồng Nam cho hay bản thân không bảo chữa về hành vi nhận tiền của mình vì đã nhận thấy sai và đã hoàn trả. Việc công chức nhận tiền là sai hoàn toàn về pháp luật, quy định của đảng và cả về đạo đức. Trình bày thêm tại phiên tòa, ông Nam cho hay tình hình công dân tại Nhật Bản thời điểm dịch Covid-19 rất đặc biệt khó khăn và thương cảm. Trên vai trò đại diện Việt Nam, ông Nam không thể làm khác được hai năm phốn khó để bảo vệ công dân chống dịch và sau đó là cả một năm giải trình đối mặt với cơ quan điều tra rất nhiều người đã trách tôi tại sao không ngồi yên tại sao lại sáng kiến tại sao lại xin thêm các chuyến bay chuyến bay combo tự trả phí làm gì trong những lúc chua cay tôi cũng đã tự nghĩ nhưng nếu tôi không làm thì hàng nghìn con người rơi vào cảnh khốn khó trong lúc dịch bệnh bị cáo nam nói trước tòa ông nam cho hay cuối năm 2020 tình hình dịch bệnh tại nhật bản rất căng thẳng mà công dân việt nam không có bảo hiểm hàng chục nghìn con người mất việc làm không có tiền không có nhà ở nhu cầu về nước cũng tăng nhiều công dân là lao động bất hợp pháp đã xin vào trại tạm giam để có chỗ ăn chỗ ở khiến trại tạm giam của nước bạn quá tải tôi đã nhận lỗi tôi sai sau đó ông nam cho hay đã xin ý kiến của chính phủ để tổ chức các chuyến bay giải cứu đưa số công dân bị tạm giam này về tuy nhiên ông nam cho rằng không thể để lại những người bị bệnh hay những phụ nữ sắp đến ngày sinh để đưa những người phạm tội lên chuyến bay giải cứu được ông nam đã xin chuyến bay combo cho những người có khả năng 26.000 người đã đăng ký để được về trên các chuyến bay này. Cũng có những công dân thắc mắc tại sao chờ đến 7-8 tháng mà không được về. Ông Nam cho hay, đại sứ quán chỉ dám hứa và an ủi người dân kiên nhẫn chờ. Khi không đợi được nữa, đại sứ quán đã cho người dân về nước trên những chuyến bay combo. Sau này hết dịch, chúng tôi thấy rằng việc xin chuyến bay rất kịp thời. Bởi năm 2021, các chuyến bay giải cứu cũng không tăng được bao nhiêu. Mỗi tháng chỉ một đến hai chuyến và chỉ đáp ứng cho người bị bệnh và người đủ tiêu chuẩn. Những người không đủ thì phải chờ rất lâu. Do vậy, đến bây giờ, tôi thấy rằng việc tôi thực hiện những chuyến bay đó là đúng, bị cáo Nam trình bày và cho rằng không hủy biện cho sai phạm của mình. Tôi đã nhận lỗi tôi sai, nhưng trong bối cảnh dịch bệnh như thế thì mọi thứ có thể xảy ra. Ông Nam kết lại phần trình bày của mình, mong được về để thực hiện đạo hiếu người con. Sau khi được luật sư bảo chữa bị cáo Nguyễn Hồng Hà xin bổ sung thêm ý kiến để hội đồng xét xử xem xét cho mình, vừa trình bày vừa khóc, ông Hà cho hay bản thân là con liệt sĩ, bố ông Hà vào miền Nam chiến đấu từ năm 1964 khi mẹ ông Hà bầu ông vài tháng, khi bố mất ông Hà mới được gần 2 tuổi. Toàn bộ tuổi thơ bị cáo không có tình cảm của người cha cho nên rất thiếu thốn. Mẹ đã ở vậy nuôi bị cáo đến ngày hôm nay. Khi bị cáo bị gọi về Việt Nam, lúc này mẹ bị cáo phải nằm viện bên Nhật để mổ ung thư giai đoạn cuối. Ngày 28 tháng 3 vừa qua thì mẹ mất. Ông Hà nghẹn ngào. Trình bày thêm ông Hà cho hay, khi bị bắt giam, ông rất lo lắng hối hận. Khi mẹ mình bị ung thư giai đoạn cuối không biết sẽ ra đi lúc nào và mình không thể chọn hiếu người làm con. Khi mẹ ông mất và ông đã gửi mẹ ở Nghĩa Trang Văn Điển, Hà Nội, ông mong được về để thực hiện đạo hiếu người làm con, đưa mẹ mình về nơi ăn nghỉ. Bị cáo rất mong vội đầu xét xử xem xét đến hoàn cảnh gia đình bị cáo, cũng như bị cáo là con duy nhất của gia đình liệt sĩ, thì lượng hình như luật sư đề nghị cho bị cáo được miễn hình phạt. Ông Hà kết lại phần trình bày của mình tại phiên tòa chuyến bay giải cứu. Nóng, lại lòi sai phạm khủng khiếp, Nguyễn Đức Trung tiếp tục bị dí nò, ngôi nhà đá tường yên vẫn bị xử, cụ tổng chiêu long ban án như ý người có học hành, am hiểu pháp luật, được giáo dục, lại tham ô, tham nhũng và thoát án buộc đăng xuất thì có điều gì đó không công bằng ở đây. Đến giờ chúng ta phải trả giá vì đã quy hoạch bầm nát Hà Nội. Cựu chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung mới đây lại được cụ tổng mo lên phán thuyết tội mới, thổi giá cây xanh lên trời. Ăn quá đã rồi nhà nhỏ giọt. Tiếp theo đây sẽ còn những sai lầm tại đình nào được vui ra. Liệu vì cựu chủ tịch Hà Nội có chấp nhận án phạt theo những phát ngôn của mình? Thưa quý vị, ngày 10 tháng 7, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã ban hành cáo trạng truy tố ông Nguyễn Đức Trung về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ trong vụ nâng khống giá cây xanh tại Hà Nội. Cùng vụ án, 14 người khác bị truy tố về 4 tội, buôn lậu, vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí, in phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Trước đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao trả hồ sơ kết luận điều tra, yêu cầu điều tra bổ sung làm rõ động cơ vụ lợi của Nguyễn Đức Trung khi thực hiện dự án trồng cây xanh. Viện Kiểm sát nhận định ông Nguyễn Đức Trung đã vì động cơ cá nhân làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để giúp cho công ty sinh thái xanh, công ty công viên cây xanh Hà Nội tham gia dự án trồng cây tại Hà Nội. Theo cơ quan truy tố, những công ty này có mối quan hệ thân thiết với Nguyễn Đức Trung. Từ sự hậu thuận của Nguyễn Đức Trung, các công ty này đã hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn hành vi của Nguyễn Đức Trung xâm phạm vào hoạt động đúng đắn của cơ quan nhà nước, gây ảnh hưởng xấu đến dư luận trong các cơ quan, ban ngành của Hà Nội, của nhân dân cáo trả nêu. Đây là vụ án thứ tư ông Trung bị xử lý. Cựu chủ tịch Hà Nội đang thi hành tổng cộng 12 năm tù tại 3 vụ án. Chiếm đoạt tài liệu mật liên quan vụ án Nhật Cường, mua sắm chế phẩm Redoxy 3C và can thiệp đấu thầu tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. Theo cáo trạng từ năm 2016, ông Nguyễn Đức Trung yêu cầu tạm dừng việc đấu thầu tại các quận, huyện và thu gom đầu mối về sở xây dựng để thực hiện. Từ chỉ đạo của ông Nguyễn Đức Trung, Ban Duy Tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây Dựng không tổ chức đấu thầu mà ký hợp đồng đặt hàng trực tiếp với Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội và Công ty Sinh Thái Xanh. Kết quả điều tra xác định, Ban Duy Tu các công trình kỹ thuật đô thị đã đặt hàng Công ty Công viên Cây Xanh Hà Nội 10 hợp đồng trị giá hơn 241 tỷ đồng, Công ty Sinh Thái Xanh 6 hợp đồng hơn 43 tỷ đồng. Tuy nhiên, quá trình thực hiện hợp đồng một bị can, khi đó là cán bộ thuộc Ban Duy Tu các công trình kỹ thuật đô thị đã bắt tay nâng khống giá cây xanh, gây thiệt hại cho nhà nước hơn 34 tỷ đồng. Tại các cuộc họp với sở ngành liên quan, ông Trung còn chỉ đạo việc áp đặt cho giám đốc sở xây dựng phải đặt hàng trực tiếp của công ty sinh thái xanh. Thông tin này ra đời từ năm 2016, khi Bùi Văn Mật đang trốn nợ ở Lâm Đồng, thì được ông Trung gọi về làm dự án trồng cây. Mật không góp vốn nhưng đứng tên giám đốc, còn mọi việc do phó giám đốc Hoàng Thị Kim Loan đảm nhận thực hiện chỉ đạo của người đứng đầu thành phố từ năm 2016 đến năm 2019. Dù việc trồng mới cây xanh ở Hà Nội đủ điều kiện đấu thầu, nhưng ban duy tu các công trình kỹ thuật đô thị thuộc Sở Xây dựng lại ký hợp đồng đặt hàng. Đơn vị này giao công ty cây xanh, đơn vị trực thuộc Ủy ban Nhân dân Hà Nội và công ty sinh thái xanh trồng cây trước rồi mới lập dự toán, thẩm định. Khi thực hiện 10 hợp đồng với ban duy tu, công ty cây xanh đã ký hợp đồng với thương lái trôi nổi trên thị trường để nâng khống giá đầu vào cây trà là bằng lá nhỏ công ty cây xanh sau đó cùng cán bộ ban duy tu cung cấp báo giá sai quy định hợp thức chứng thư thẩm định giá để đẩy giá cây lên cao khi công ty sinh thái xanh ký 6 hợp đồng với ban duy tu bị căn bận và loan đã thông đồng nâng khống giá cây chiêu liêu keo lòng não sộp để thu lợi cá nhân viện kiểm sát xác định 16 hợp đồng với hai công ty trên đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước 34 tỷ đồng theo viện kiểm sát để xảy ra các sai phạm như trên ông trung đã lợi dụng chức vụ quyền hạn của người đứng đầu thành phố để chỉ đạo cấp dưới đặt hàng trái quy định ông Trung vì động cơ cá nhân mà làm trái quy định pháp luật về đấu thầu để cho các cá nhân có quan hệ thân thiết với mình hưởng lợi bất chính số tiền đặc biệt lớn. Ngoài 2,6 tỷ đồng nhận từ Trung, ông Trung còn bị cáo buộc đã được mật chi 1,2 tỷ đồng dưới danh nghĩa trồng cây tài trợ. Tuy nhiên, Viện Kiểm sát cho rằng ông Trung có nhiều thành tích xuất sắc, được tặng thưởng nhiều huân chương bằng khen, giấy khen nên đề nghị giảm nhẹ khi xử phạt một trong những đơn vị đầu mối thực hiện các hợp đồng là Ban Duy Tu, nên Viện Kiểm sát xác định có trách nhiệm quản lý giám sát của bị can Đỗ Anh Tuấn, giám đốc Ban Duy Tu. Ông Tuấn bị cáo buộc đã thiếu giám sát để cấp dưới thông đồng nâng khống giá cây, gây thất thoát ngân sách 34 tỷ đồng. Ông Tuấn trực tiếp ký 18 văn bản gửi Sở Tài chính đề nghị hướng dẫn về xác định đơn giá nhưng không được trả lời. Trong việc này, ông được kết luận không có động cơ vụ lợi hay động cơ cá nhân. có trạng xác định trong số cây trồng ở Hà Nội có nhiều cây trà là và bàng Đài Loan được nhập từ Trung Quốc. Bị can Hoàng Đình Văn, giám đốc công ty xuất nhập khẩu Hoàng Anh Phát, khi được đặt vấn đề đã nhập lậu hơn 4.000 cây trà là và gần 2.000 cây bàng Đài Loan từ Trung Quốc theo đường sông Cà Long, thành phố Móng Cái rồi chuyển tới Hà Nội. Để che giấu, ông Văn chỉ đạo kế toán xóa hết dữ liệu trong máy tính nên cảnh sát không thể trích xuất đầy đủ. Dựa vào tài liệu thu thập được, Viện Kiểm sát kết luận ông Văn buôn lậu cây để thu lời bất chính 1,6 tỷ đồng gia đình bị can đã nộp hết số tiền này để khắc phục hậu quả